anh em ở showroom. Ra là tới thời điểm này em cảm thấy rất là hài lòng với chất lượng sản phẩm cũng như là dịch vụ bên mình. Nên là cũng rất là cảm ơn các anh đã hỗ trợ em để có được một sự lựa chọn như ý. Thì cũng xin chúc anh Chiến cũng như anh em showroom sẽ thành công và sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới. Thực ra là em cũng là một người cũng rất là cẩn thận. Thế nên là khi mà quyết định lựa chọn cái sản phẩm này thì em cũng phải tìm hiểu rất là kỹ các nguồn thông tin, và đặc biệt là cũng rất là cảm thấy hài lòng. Thứ nhất là được tiếp xúc với anh Chiến này, bạn Đông rồi tất cả các anh em ở trong showroom. Thì thứ nhất là cũng một phần là quyết định lựa chọn cái xe này cũng là một phần là ở cái yếu tố con người. Khi mà mình được tiếp cận với những người mà cũng rất là trung thực, thẳng thắn trong cái vấn đề mua bán, nên mình cảm thấy yên tâm hơn với sự lựa chọn của mình. Thực ra là nhìn cảm xúc của em lúc này thì các anh chị và tất cả mọi người cũng biết là em cũng đang cảm thấy cực kỳ hài lòng với sản phẩm cũng như là cái quyết định lựa chọn của mình. Thì em tin rằng thì với hiện tại đến giai đoạn thời điểm này thì cũng không có gì mà lăn tăn với quyết định của mình cả, vì tất cả mọi thứ nó đều rất là ok. Từ sản phẩm tới tất cả vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ sản phẩm bên anh thì em cũng không có cái gì mà cảm thấy lăn tăn về cái quyết định lựa chọn cuối cùng của mình. Anh cảm ơn em. Chúc gia đình em mạnh khỏe, may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực, và chúc em đi con xe này đi tốt, dùng bền. Cảm ơn anh rất là cảm ơn nhá. Cảm ơn anh ạ. Rồi ok em, anh gửi em.